Chào mừng bạn đến với kênh Thủy Sinh Vlog. Để xem được những video mới nhất, bạn vui lòng nhấn vào nút subscribe để đăng ký kênh và nhấn vào chuông. Ta-da, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái món đồ chơi rất là đẹp và xịn sò để trang trí hồ. Cá cảnh Thủy Sinh, nhân vật Sun Gokun bảy viên ngọc rồng. Món đồ chơi này được làm bằng nhựa dẻo rất là đẹp, và đặc biệt nó thiết kế rất là tinh xảo nhân vật Sun Goku bảy viên ngọc rồng. Nó có rất là nhiều màu, màu xanh nè, màu vàng, màu đỏ, màu cam. Sản phẩm này các bạn dễ dàng tìm mua trên Shopee nha. Giá nó cũng rất là rẻ thôi, khoảng độ 100.000 đổ lại thôi. Rất là đẹp luôn, hình Sun Goku đang cưỡi cân đậu vân mây bay. Một nhân vật rất là quen thuộc ở trong thế giới truyện tranh đó các bạn. Kèm theo bộ sản phẩm này thì nó sẽ có một cái quả cầu như thế này. Đây là quả cầu sẽ giúp cho Sun Goku nổi trên mặt nước, và chúng ta thả vào trong hồ cá cảnh làm tiểu cảnh nó rất là sinh động và rất là thú vị đó. Và để cột được thì ở đây nó sẽ có một cái lỗ có sẵn, các bạn chỉ cần cột sợi dây chỉ kèm theo sản phẩm này để cố định nha. Sợi dây chỉ nó kèm theo sản phẩm này nó rất là nhỏ, và theo mình đánh giá thì nó rất là khó cột, nó rất là nhỏ, rất là mỏng luôn đó. Chúng ta sẽ cột vào để bỏ vào nước nha. Đây, một đầu mình cột vào cái bong bóng như thế này, và một đầu mình sẽ cột vào Sun Goku. Và lưu ý các bạn hãy đo chiều dài của cái hồ để canh cái dây này cho nó hợp lý nha. Ví dụ như cái hồ nó dài, nó cao thì để sợi dây nó dài một xíu, còn cái hồ nó thấp á thì các bạn để dây ngắn. Như vậy thì Sun Goku nó mới nổi được ở giữa mặt nước nha. Nếu không canh thì nó sẽ không có nổi được, nó chìm luôn nha. Như vậy là mình vừa cột xong Sun Goku vào cái quả bóng này rồi. Bây giờ chúng ta sẽ thả vào trong hồ thử nha. Mình đã gắn xong sợi dây cước vào quả bóng, gắn cố định Sun Goku màu xanh này vào. Bây giờ mình sẽ bỏ vào thử cái hồ của mình nha. Sau khi gắn xong, mình cảm thấy rằng cái dây này nó rất là khó gắn và rất là khó canh. Các bạn phải canh đúng với lại cái chiều dài, chiều cao á của cái hồ thì nó mới nổi trên mặt nước nha, còn không thì nó sẽ chìm á. Cái này nó cũng hơi ngắn quá nè, cái này dây nó cũng hơi dài nè, do đó nó cũng gần sát với mặt nước rồi. Nhưng mà không sao, nhìn nó cũng khá là đẹp rồi ha các bạn. Một món đồ chơi mình nghĩ rằng rất là đáng yêu luôn. Đó, nó trôi nổi trên mặt nước nè. Nếu như cái hồ mà rộng một xíu có thể bỏ 2-3 em vô chơi luôn. Và đặc biệt nếu như có cái hệ thống sủi ở trong hồ á, dạng khí sủi nó thổi ngang á, thì con này nó sẽ chạy qua chạy lại luôn, rất là đẹp luôn. Cái hồ càng cao thì khi bỏ vào thì mình thấy nó sẽ càng đẹp nha các bạn. Đây, cái bong bóng nó giữ nè, nó giữ cái con Sun Goku này nó nổi trên mặt nước này. Nếu như nước châm thêm một xíu nữa thì nó sẽ nổi lên một tí nữa, nhưng mà mình thấy bây giờ nó cũng khá là đẹp rồi.